Đây các bạn. Đó. Đó. Mình chưa thấy củ từ nào mà to như thế này các bạn. Các bạn thấy chưa? Nhìn cái này này. Đó, các bạn thấy chưa? Chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi làm nên gặp một cây củ từ, cũng gọi là củ cái này ở rừng luôn nhé các bạn. Đây, đây là lá đây, và đây là cái cây của nó đây, thành dây các bạn. Và đây là củ của nó đây. Đây các bạn nhìn nó chưa? Đây. Đây là ông anh của mình nhé. Mình đang đào đây các bạn. Đào rất khó nhé. Và đây là rất dốc các bạn. Ở dưới kia là cái dưới đập nhé. Để cho nó khô. Đây đào rất là khó các bạn. Giờ đào rất là khó nhé các bạn. Này á, ăn rất là ngon nha các bạn ơi. Giờ mình phải bám vào cây mới đứng được, không dốc các bạn. Này rất là dốc nha các bạn. Đó, dốc bên kia nha. Củ này rất là sâu nha các bạn, nó ăn xuống tận tít dưới luôn, làm rất là khó. Này, rất là dốc nha các bạn. Này các bạn thấy chưa, củ nó đi chưa? Đó, các bạn thấy gió chưa? To nha và rất là dài nha các bạn. Càng sâu càng to. Càng sâu càng to à? Ui to. To chưa? Rất là to nha các bạn. Đây, xem. Đó. Rất là sâu nha các bạn. Nói chung củ này đó, lấy về luộc lên ăn rất là ngon nha các bạn ơi. Thì các bạn cũng biết là đồ ở trong rừng chắc chắn rất là ngon phải không các bạn? Đó, mình đã về các bạn cũng hiểu rồi. Đây đây là củ, đây là cây của nó đây, lá nó đây các bạn. Đó, bên này là bìa rừng như các bạn. Đây các bạn. Đó, còn bên kia thì là hồ nhá. Càng đào xuống là càng đụng ra nha các bạn, càng to như thế này. Và còn xuống nữa các bạn. Đây là ở bên trên là còn nhỏ nhé, còn càng xuống dưới nó lại càng to ra nha các bạn.
Nào, con này rất là khó, quan trọng là mình có kiên trì hay không nữa các bạn. Mà củ này á, càng xuống dưới, củ của nó càng to. Còn xuống nữa. Này không? Ăn được tầm này đâu mà. Ở trên hăng, ở dưới nó mới. Wow, còn xuống nữa. Còn rất là sâu nữa, nhưng mà chắc đào từng này thôi, đào sâu quá mệt. Tại nhà nông mà đi làm cho nên thấy thì mình đào thôi. Đây các bạn, đây là cái lỗ đào lên cột tường các bạn. Nãy mình đã lấy cổ từ lên rồi, để mình sẽ quay cho các bạn xem là cổ từ nó to như thế nào. Đây các bạn, đó là cổ từ bên rừng, ở rừng luôn đó các bạn, nó mọc tự nhiên đó. Đây mấy cái cây của nó, cây của nó đây là nó kiểu như cái dây ấy đây các bạn. Đây, đây các bạn, chỗ này rất là dốc nha. Nãy mình mới bị ngã xuống đấy các bạn. Ring, ring, ring. Nhìn rất là dốc luôn các bạn. Đây các bạn, đây là sản phẩm đào được đây các bạn. Đó, to và dài nhé các bạn. Nó to và dài. Nó to và dài hơn hơn mét luôn các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Đây người ta gọi là cổ từ ấy các bạn. To chưa các bạn? Nhìn rất là to. Này, còn đây chưa? Đó, từ này luôn này. Như là nặng nhé các bạn. Này, còn đây chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Ôi, nặng lắm các bạn ơi. Đây các bạn thấy chưa? Đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Đây, cổ từ ở đây. Nhìn rất là đẹp, mà cái này ăn, củ này là ăn rất là ngon đấy các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Quá ngon luôn các bạn. Bây giờ xịt cho nó sạch sẽ nhé các bạn. Nhìn củ từ nhìn rất là lạ đúng không các bạn? Đẹp mắt đấy các bạn nhé. Cái này là ăn rất là ngon nha các bạn. Các bạn thấy không? Rồi thịt rồi nước khoát nhìn khác hẳn luôn. Cái này mình đào sâu nữa nhỉ, to nữa, dài nữa.
Thank you.